em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Củ rất là to và đẹp ha. 252. Hoành cái là 24. Hoành 24. Chiều cao 56. Chiều cao 56. Mã số 252. Rồi cái này 450.000. 253. Ồ cái này cũ bự. Cái này nó đen đen là hồi đó ta trồng có cho đó anh chị. Nên hơi đen ha. Chứ cây nó rất là già nha anh chị. Cho đây, tại chưa xịt rửa. Này chị xịt rửa là sáng bóng rồi. Già dữ lắm, cái già cái cây luôn. Quanh cái là 28. Quanh 28. Chiều cao 43. Chiều cao 43. Mã số 253. Rồi cái này 700.000. Em bao ship luôn nha anh chị. 256. Mấy cái này là cũ rất là đẹp luôn. Cây đâm chồi sống khỏe hết, ủ sẵn cho chú anh chị, cô chú anh chị luôn nè. Quanh cái là 17. Chiều cao 56. Mã số 256. 256 nha anh chị. Rồi cái này 600.000. 257. Cây cũ quá trời. Cũ rất là to nha anh chị. Quanh chỗ này là 21. Chiều cao là 77. Số 257. Rồi cái này cũng 600.000 thôi anh chị ơi. 258. Quanh 19. Chiều cao 46. Mã số 258. Cây này rất là đẹp nha anh chị. Cũ rất quái luôn. 650.000. 263. Quanh 25. Chiều cao 43. Mã số 263. 550.000. 264. Quanh 17. Chiều cao 58. Mã số 264. Rồi cái này 600.000. 265. Nó quá giống như cây ruột. Giống như ruột heo rồi. Quanh cái này là 17. Chiều cao 62. Mã số 265. Rồi 650.000. 266. Quanh 21. Chiều cao 60. Mã số 266. Rồi cái này 600.000. 268. Cây này cũng rất là đẹp nha anh chị. 25. Chiều cao 47. Mã số 268. 650.000. 269. Quanh cái là 18. Chiều cao 65. Mã số 269. Rồi cái này 600.000. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Lô này toàn thiên nhiên ha.
mấy cái đầu cắt ta cắt nó hơi bị trát đát ha, anh chị về nhà xử lý mình cắt lại nha anh chị. Đó, em cũng không có cắt lại cho anh chị, về mình thích cắt như thế nào mình cắt ha. 233. Rồi cái này đẹp nha anh chị. Cây này cũ quá trời ơi, cũ luôn. Già vậy lắm già. Hoành 25. Hoành 25. Chiều cao 33. Chiều cao 33. Mã số 233. Rồi cây này 350 nha anh chị. 234. Người ta cắt á, nè nó hơi bị tét tét cái đầu nè. Chị về chị cắt lại giúp em cái. Tổng hoành nó là 28. Chiều cao 32. Mã số 234. 250.000. 236. Cây này đẹp nè anh chị ơi. Ồ, cây rất là to ha. Tổng hoành là 30. Đúng trời trơn, dễ sống lắm nha anh chị. Chiều cao là 30. Mã số 236. Rồi cây này giao lưu với chị 400.000 ha. Rất là to. 237. Hoành 25. Chiều cao 33. Mã số 237. Rồi 250.000. 239. Hoành 23. Chiều cao 47. Mã số 239. Rồi 250 anh chị ơi, bao ship tặng nhà cho mình nha anh chị. 240. Cây này đẹp nha anh chị. Cắt cái nhánh phía sau bỏ rất là đẹp. Hoành đó là 27. Chiều cao 25. Mã số 240. Rồi cái này 400.000. 242. Hoành 22. Chiều cao 35. Rồi 250.000. 242. 243. Để quá để. 25. Chiều cao 31. Mã số 243. Cũng 250.000. 244. Hoành 23. Chiều cao 38. Mã số 244. 300.000. 245. Cây này cốt cành đẹp nha chị. Hoành 22. Chiều cao 42. Mã số 245. 350. 248. Cây này cũng đẹp nha chị. Hoành đó là 26. Chiều cao 26. Mã số 248. Rồi cái này cũng 350 nha anh chị. À, em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số loại kích rễ với một số dụng cụ nha cô chú anh chị. Hàng em đã sử dụng rồi. Rất là bán nên giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là loại kích rễ. Này hàng của Đài Loan Trung Quốc nha cô chú anh chị. Một gói này là 500 g là nửa ký đó nha cô chú anh chị. Em bán gói nửa ký này là 200.000, em bao ship toàn quốc. Cái này là siêu kích rễ luôn nha cô chú anh chị. Loại này sử dụng rất là tốt. Số anh em đã sử dụng rồi rất phản hồi là rất ok ha. Này em cũng đã sử dụng rồi nha cô chú anh chị. Này liều lượng của nó thì một gói 500 g này mình có thể mình pha tới 300 lít nước nè cô chú anh chị. À một thôi là mình nếu mà tưới ít á mình tưới một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước. Một gói này mình sử dụng rất là lâu nha cô chú anh chị. Sử dụng cho tất cả các loại cây như mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây ăn trái cái này kia cũng được nha anh chị.
rồi lan cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đó, loại này siêu kích rễ nha. Loại này là tốt hơn nhiều N3M với Atonic nha cô chú anh chị. Này là chị mình tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Chị tưới gốc chứ không có phun lá ha. Chị tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là em mới về loại dây nhôm nha cô chú anh chị. Dây nhôm đen loại 1 cực kỳ mềm dẻo luôn. À, bao hàng anh em luôn, anh em về sửa mà nếu mà cứng thì em sẽ đền lại luôn anh chị ơi. Đó. Cho anh em test hàng luôn, dây nhôm loại 1 cực kỳ mềm dẻo ha. Em có 4 loại thôi. Chỉ có 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly. Đó. À, đồng giá là 150.000 một ký. 150.000 một ký mà em bán một lần 3 ký em mới bao ship nha anh chị. 150.000 một ký. Ship mỗi lần là 3 ký, em bao ship. À, bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Thứ hai là về được cái kìm cắt dây nhôm. Kìm này thì bao hàng bán dữ dằn bán luôn nha anh chị. Cái này anh chị vừa sửa kiển nè, vừa cắt mấy cái cành nè ha, nhỏ là tuyệt vời luôn ha. Em đã xài rồi nè. Đó, dây nhôm thì em có chỉ có 3 loại thôi. 1 ly, 2 ly, 3 ly và 4 ly. Nói chung là từ 1 2 3 4 này là anh chị là sửa dây từ cây tầm trung trở lại là được hết trơn rồi. Chừng kia cây đại bự dữ bự mới dây lớn thôi. Đó, dây bảo hành là anh em là mềm dẻo luôn ha. À, 150.000 ký mà bán mỗi lần là 3 ký bao ship nha cô chú anh chị. Đó, 1 2 3 4, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly là vừa cho anh chị sửa cây hết rồi. Với hai kìm cắt kẽm. Có thể nhấp cành được luôn nha anh chị, 150.000 một cây bao ship. Tiếp theo là cái loại kéo cắt cành nha cô chú anh chị. Loại này em đã xài rồi. Rất là im. Anh em giới thiệu cho cô chú anh chị. Này là này công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha cô chú anh chị. Giá chỉ 120.000. Đó, em bao ship toàn quốc luôn. Cái này em đã sử dụng rồi, em mới giới thiệu cô chú anh chị. Em cho cô chú anh chị về mở ra kiểm tra hàng, bao bán mà không bán trả lại em ha. Em khẳng định như cô chú anh chị luôn á. Có 120.000 nhưng mà cực kỳ bán luôn đây. Nè, cây em xài cả năm trời đó anh chị thấy không? Cắt rất là mượt luôn á. Mặt cắt nè anh chị thấy ha, rất là bén nè ha. Đó. Rất là bén ngót luôn. Đó anh chị xem ha. Này hàng cũ này em đã xài rồi nè. Gần cả năm nè. À, xài rất là ok nha quý anh chị. Bền rất là bền. 120.000 nhưng mà xài rất là bền. Nó in đây là công nghệ Nhật. 120.000 thôi nghe cô chú anh chị. Em bao ship nó có hai loại, một loại màu cán đỏ với trắng với một loại đen. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho cô chú anh chị cái loại kéo tỉa. Này cũng là công nghệ Nhật Bản không nghe cô chú anh chị, rất là sắc bén luôn. Là một loại tỉa là tỉa dài. Với một loại tỉa là tỉa bầu. Em lấy cho cô chú anh chị xem ha. Cây cực kỳ bén nha. Cái này kéo tỉa này đồng giá là 180.000 một cây. Làm rất là đẹp của chú anh chị xem ha. Rất là đẹp luôn. Đó, in chữ Osaka trong đây luôn nha anh chị. In chìm luôn ha. Đó. Rất là bén. Em bao bán ha, mấy cái hàng này là em bao bán em đã sử dụng rồi. Cô chú anh chị về nhà tháo ra sử dụng, không bán thì trả hàng lại cho em ha, điện thoại trả hàng cho em. Kéo tỉa thì nó có hai loại, một loại tỉa dài, một loại tỉa bầu. Đó. Thì cũng đồng giá là 180.000, em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị hai loại kìm cạp. Một loại kìm cạp xéo và một loại kìm cạp tròn. Hàng cũng có Nhật hết trơn nha anh chị, công nghệ Nhật hết. Bao bén hết cho anh chị. Đó. Đây, in chìm hết nha cô chú anh chị. Hàng cạp này thì là đồng giá là 350.000 một cây. Đó. 350.000 một cây. Em bao ship. Cô chú chị xem ha. Cây rất là đẹp. Đây là cặp xéo rồi chú chị. Bao bén luôn ha. Mình có thể cắt cành, những cành nhỏ hoặc là cạp ha. Rồi tiếp theo đây là cặp tròn. À, em lấy từng cây ra cho quý chị xem. Cặp tròn. Giá chỉ 350.000 một cây. À, em bao ship luôn. Cặp tròn đây anh chị. Đó.
hàng rất là chất lượng ha, in chữ đê, in chữ chìm luôn không nghe của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái cưa này, là cưa lách. Cưa này đúng là hàng thiệt phẩm nè anh chị, giá chỉ 70.000 mà bao ship luôn. Em bao bán cái cưa này ha anh chị. Đây em cưa thử cho anh chị xem nè ha. Đây cái nhánh này ha, nè em bao bán luôn đó, rất là bén nha anh chị. Mà cưa cái mặt cắt của nó rất là im nghe luôn chị. Đây nè, cưa lách nha anh chị đó, chỉ có 70.000 mà cưa lách này anh chị mua 2 cây em mới ship nha luôn chị. Mua 1 cây em không ship, tại vì bán có 70.000 mà chị kêu ship 1 cây nên là lỗ nha anh chị. Em bán nếu mà cưa lách thì phải là 2 cây em mới ship 70.000 một cây. Rồi tiếp theo là bộ đục em mới về anh chị ơi. Bộ đục này gồm 8 cây ha. Cây thứ nhất nó cỡ hơn gang tay nè anh chị. Bộ đục khá là đẹp luôn á. Ha, 1 2 cây, 3 cây, 4 cây rất là bén. 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. Đó, chị 8 cây ha. Chứ kèm theo một cục đục nghe anh chị, tặng thêm một cục đục này luôn. Một bộ đục này á em bán là 390.000. 8 cây 390.000 em bao ship, tặng thêm một cái dùi cui đục luôn nghe cô chú anh chị. Đây, dùi cui rất là đẹp ha. Còn mấy hàng này rất là bén nè anh chị, xem nè. Cực kỳ bén luôn ha. Này em bao bán cho anh chị, về mà nếu mà đục mà không bán thì cứ trả hàng lại cho em ha. Gồm 8 cây đục, 8 cây đục với một cái dùi cui 390.000 em bao ship. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Rồi em cảm ơn và kính chào cô chú anh chị.